Bên cạnh tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại nước ta hiện nay thì dịch bạch hầu cũng bắt đầu có nguy cơ lan rộng trong cộng đồng. Và sáng ngày hôm nay 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch phấn đấu đạt mục tiêu tiêm vaccine bạch hầu cho tất cả các đối tượng từ 2 tháng tuổi trở lên trên địa bàn toàn tỉnh. Để ngăn chặn dịch bạch hầu đang lan rộng trong cộng đồng, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức chương trình tiêm chủng vaccine phòng bệnh bạch hầu quy mô lớn trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó giai đoạn 1 được triển khai trong tháng 8 và tháng 9 năm 2020, sẽ tiêm vaccine TD cho những xã đã ghi nhận các ca bạch hầu từ năm 2019-2020. Giai đoạn 2 được triển khai từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020, tiêm vaccine TD cho 50 xã, thị trấn của 5 huyện đang có dịch là Chư Mờ Ga, Chư Quỳnh, Krông Bông, Lắc và Mơ Rắc, trừ các xã đã được tiêm trong giai đoạn 1. Giai đoạn 3 được triển khai từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021, tiêm vaccine TD cho các huyện còn lại trong tỉnh.